Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em trên toàn nước Việt Nam và người Việt trên toàn thế giới. Hôm nay Lê Quốc Đồ Xưa sẽ dắt cô chú anh chị em trong và ngoài nước đi tham quan ngôi nhà trăm cột. Cái nhà trăm cột này là nó có địa chỉ là ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngôi nhà này thì có hơn 100 cái cột nha quý cô chú chị em. Ở Cần Đước này không những là được biết đến là có đặc sản gạo nàng thơm chợ đào, mà đây còn được là có một cái nhà cổ trăm cột nữa. Lê Quốc quay xung quanh trước lúc cái đường mình đi vào có những cây xoài đó, xung quanh cái ngôi vườn của nhà trăm cột nha quý cô chú anh chị em. Từ cái mặt đường vô đây á, vô tới cái cổng này, cổng phụ nha, khoảng 100m thôi đó. Tới đây thì anh quý cô chú nào mà đi xe hơi á, thì để góc bên đây. Đối diện đây là một cái có một cái sông nhỏ nha đó, có hàng dừa nước. Cái cổng này là cổng phụ nha, bên hông nhà nha. Từ mặt tiền đường bước vô 100m là chúng ta sẽ gặp một cái cổng phụ là di tích nhà trăm cột. Hôm nay Lê Quốc Đồ Xưa sẽ dắt cô chú anh chị em đi tham quan cái ngôi nhà trăm cột này. Lúc này mà quay là khoảng 2 giờ trưa nha quý cô chú anh chị em, rất là nắng nha. Nắng rất là gắt. Cái mùa nắng tháng 4 này rất là nóng nực. Máy có bị rung tay thì quý cô chú anh chị em thông cảm nha. Tại vì shop đi, tại vì Lê Quốc Đồ Xưa đi chứ có một mình thôi, nên mong quý cô chú anh chị em thông cảm. Dạ xin cảm ơn. Trước lúc vô đây thì mình cái này là quay bên hông của ngôi nhà trăm cột này trước. Ngôi nhà trăm cột này thì nó nằm, nó có hai cổng. Cái cổng bên hông này là cổng hướng đông nha. Từ mặt đường ngoài vô chỉ có 100m thôi là đến cái cổng hướng đông về trước. Bên trái là ngôi nhà, bên phải là hàng dừa nước nha. Đó, có đường đan xe hơi mình vô được quý cô chú chị em. Từ đường đan vô có 100m thôi. Rất là miền Tây sông nước nha. Có hàng dừa nước. Đối diện qua là cái nhà cổ. Ở đây là những quầy dừa nước nha. Cái này là gợi nhớ lại tuổi thơ của những người lớn tuổi. Cái ngôi nhà trăm cột này á là có 120 cái cột nha quý cô chú anh chị em, gồm có 68 cái cột tròn và 72 cột vuông, tổng cộng là 120 cột, và tuổi đời của nhà này là 120 năm. Ngôi nhà này xây dựng năm 1901 cho đến 1903
trọn vẹn khoảng gần 3 năm thôi. Có tuổi đời 120 năm. Do một cái nhóm người thợ miền Trung, 15 người miền Trung, người Huế chạm là mất 3 năm bằng tay. Nhà này thì theo phong cách triều Nguyễn Huế, quý cô chú anh chị em. Còn đây là mặt tiền chính. Mặt tiền ngôi nhà này á có tổng diện tích là 882 m nha. Nhà trăm cột này tọa lạc trên một cái khu vườn có là 4.100 m². Hướng chính này là hướng Tây Bắc nha. Ngôi nhà trăm cột Tây Bắc hướng chính. Nhà này làm hoàn toàn bằng gỗ hết. Sử dụng những cái cột rất là giá trị như là cẩm lai nè, gõ đỏ và gõ mật nha. Mái lợp thì theo kiểu ngói âm dương. Còn đây là phía trước, là xưa là ngôi nhà chính ra một con sông rất là lớn nha. Thường thường những ngôi nhà cổ này á là lúc nào cũng nhà đối diện với cái mé sông lớn hết á. Mà đặc biệt cái ngôi nhà trăm cột này á, theo cái phong cách ngói á, lợp á, là ngửa lên nha, rất độc đáo. Nhà ngói ngửa lên, không có lợp úp nha. Nhìn trên cái nhà trăm cột này nó có kiểu chữ quốc nha, theo kiểu ba gian hai trái á. Khi bước vào bên tay phải ngôi nhà thì chúng ta thấy là di tích văn hóa nhà trăm cột nè, được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận vào ngày 27 tháng 9 năm 1997 nha. Nhà này là năm 97 là được nhà nước công nhận. Và cái nhà ngôi nhà này có sửa chữa là 4 đợt. Từ năm 97 cho tới năm 2001. Và năm lần thứ 3 và lần thứ 4 là năm 2, mới nhất gần nhất là năm 2021. Đó, có trùng tu sơ lược lại cái nhà này. Nhà đã trải qua 120 năm. Đã trùng tu là 4 đợt nha quý cô chú anh chị em. Cái ngói rất là độc đáo nha. Đó, nằm ngửa lên. Đây là cái đường bước lên là có 6 bậc tam cấp nha. 6 bậc thang cho những người lớn tuổi và những người chức trách cao đó, là bước lên được cái cổng chính này theo chế độ phong kiến ngày xưa. Cái cổng phụ là những người thấp tầng hơn đi cửa phía đông ha. Ở nhà này có hai cái cổng phía đông, cổng tây bắc này. Cái cổng này chỉ dành cho những quyền quý cao sang đi cho cổng này. Ngôi nhà này là ở xã Long Hữu Đông, số nhà 128, ấp Cầu Ngang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Khi chúng ta bước lên 6 bậc tam cấp, cho là sanh lão bệnh tử, sanh lão. Ý nghĩa của 6 cái bậc tam cấp mình bước lên. Và đây là những cái chạm trổ của người Huế, đó, phong cách triều Nguyễn. Đó, đục bằng tay.
do 15 người Huế chạm trong vòng 3 năm mới xong ngôi nhà này nha, gần 3 năm trời. Khi bước vô gian bên trái, đây là gian bên trái của nhà, ngôi nhà chính của Trăm Cột. Đây là chúng vừa bước vào là sẽ gặp một cái mé bên trái, một cái bàn tròn cốt xoay, bàn tròn một cốt xoay, cù lá. Theo tìm hiểu là cái bàn này là có tuổi đời là bằng gần bằng cái tuổi nhà, cái nhà này luôn, là khoảng 120 năm. Điêu khắc người xưa đục cái bàn cù lá rất là sắc nét nha quý cô chú anh chị. Bàn cù lá này á, là gồm có ba cù lá và một cái trụ chính ở giữa, nên có tên gọi là bàn cốt xoay, bàn một cốt xoay nha. Một cốt chính rất là to để chịu lực cho cái bàn bằng rất là lớn, 1m25. Khi bước lên cái cổng chính là mé bên trái, đây là bàn một cốt đó, có đường dìm cái mặt bàn không là khoảng 5 phân nha, rất là dày nặng. Tiếp theo đây là một cái bàn cù lá nữa, bàn dài. Cái này dành cho những người nữ nha. Đây cái đường sâu chuỗi đây, cái mặt bàn thì 5 phân luôn, cái đường sâu chuỗi nằm dưới. Nếu mà từ trong nhìn ra thì nó bên nữ là nằm bên phải nha, nam thì bên trái. Vì sâu chuỗi phía dưới này có ý nghĩa là nữ bên phải này là âm nha, biểu tượng cho đất đó, những sâu chuỗi nằm dưới nên gọi là bàn này bàn cái nha. Mặt bàn rất là dày quý của chú chị em. Đây là bàn một tấm dày 5 phân nha. Bàn 5 phân đục bằng tay rất đẹp. Thời xưa những cái bàn này là ông bà mình làm từ cẩm lai với chắc không à. Nhìn nó rất là đẹp nha. Đây là những cái chân của những cái cù lá nha. Đục rất là sắc sảo, do những người nghệ nhân Huế đục bằng tay xưa. Nhà này thì gồm hai phần, phần trước là nội tự nha, ngoại khách, phần sau là để sinh hoạt nè, và có những cái lẫm lúa phía sau á đó. Đó, rồi nơi phơi lúa là người ta gọi là lẫm lúa đó. Nhà này có hai gian. Nhà này nhà cột kiểu xuyên chính nè, còn gọi là nhà đâm chính, nhà rườn. Khung sườn thì kiểu bắc trụ, định vị theo hướng tây đông, tiền hậu. Các bộ phận của cấu chính, của kết cấu chính này là chạy chỉ nha. Uốn cong thì kiểu nhà rườn ở miền Trung. Tiếp giáp bộ phận chính và trống để đỡ đòn nóc. Nóc nhà này được làm theo cách điệu là hình chày cối nha, tượng trưng cho âm dương hòa hợp, nên còn gọi cái kiểu nhà này là nhà cái chày cối nha. Đây là kiểu nhà truyền thống có nhiều ưu điểm, bởi là bộ khung này rất là chắc chắn. Không gian cái lồng căn này được tạo ra giữa ngôi nhà, do không có cái hàng cột giữa tích hợp để thờ tự nè,
cái bàn cái này á là sâu chuỗi nằm dưới mặt bàn rất là dày 5 phân, bàn nguyên tấm luôn. Mặt bàn này bây giờ trên đất nước Việt Nam cũng rất là quý hiếm nha. Trên cái bảng nhà châm cột này á, là có ghi cách thị trấn Cần Đước 12 cây về hướng đông. Nghệ thuật nhà châm cột này là diện tích là 882m nè, Long Hữu Đông. À, đặc biệt cái nhà trang trí nhà châm cột này á, cho thấy là cái nghệ thuật điêu khắc của các nghệ nhân ngày trước á, ở trình độ rất là bậc cao, rất là giỏi nha quý cô chú. Đục rất là tinh xảo và kỹ thuật. Cái này bên cái mé bàn cái á, là sẽ có một cái bộ dáng ba tấm đó, rất là dày luôn. Đó, bộ dáng này ba tấm dày khoảng 10 phân đó. Đó, bộ dáng ngựa. Đây là kiểu salon, salon này thời xưa đó. Theo phong cách này giống phong cách Pháp quá. Salon thì kiểu Pháp thời xưa, làm rất là đơn giản. Bàn nữ này á, những cái đây là những cái bức tranh liễn rất là đẹp nha, bức tranh cẩn ốc xà cừ. Nhà này thì làm theo kiểu còn nguyên luôn, một được làm bằng gạch tàu á, lót gạch tàu xưa lục giác. Đó, những gạch tàu xưa, nhà gồm ba gian hai trái. Cái này là những cái nghệ nhân đục tay nè. Theo phong cách Huế. Cái này là cái bên cái gian bên bên nữ nha. Bên bàn cái đó. Bên cái bàn trái này có cái bàn theo kiểu 1m2 nha. Bàn nam á, xoay thì 1m25. Lúc nào bàn nữ thì nhỏ hơn bàn nam là 5 phân. Đây là những kỹ thuật đục tay của người xưa nè. Chạm chỗ theo thể hiện theo phúc lộc thọ nè. Và bên cạnh các đề tài phương Tây như là hoa hồng, sóc nho, các yếu tố Nam Bộ như là quả mãng cầu, bình bát, kế chua, măng cục cũng được cái những nghệ nhân này thể hiện nè. Công phu trên các cái bao lam, các cái ô học nè, vách ngăn, vách lá gió, bàn thờ, ghế nghi bằng cái kỹ thuật là chạm lộng nè, chạm nổi nha, chạm bông trên, chạm nổi trên nền, chạm lộng hết sức là điêu luyện và tài tình nha, quý cô chú anh chị em. Đó, đục rất là sắc nét. Nhà này sử dụng cẩm lai, gõ đỏ và gõ mật. Chính cho cái ngôi nhà này là ba loại gỗ này.
rất là quý hiếm nha. Đục theo kiểu truyền thống người xưa, cây trái và đặc thù của cái nét đặc thù của nhà này là chạm gỗ ở đây á, tả thực nè, theo phong cách tả thực khéo léo là tỉ mỉ. Những cái đục dây lá hóa đâu đó tạo thêm sự phong phú sinh động, gây xúc cảm cho người thưởng ngoạn nha. Đây là những gạch tàu lục giác có tuổi đời theo tuổi nhà luôn. Đây là cái ghế ghi. Cái ghi được chạm trổ rất là đẹp. Cái nhà chạm cột này á còn được tô điểm bởi các bức hoành phi đối liễn nè, sơn son thép vàng và kỹ thuật cẩn ốc xà cừ. Nội dung của nói lên tư tưởng hướng đến cuộc sống an nhàn nè. Tất cả cái bố cục là xử lý á, rất là hài hòa. Trong cái không gian kiến trúc này tóc lên nét nghiêm trang của một ngôi nhà thờ và cũng đầy tráng lệ của một công trình kiến trúc điêu khắc truyền thống của Việt Nam mình. Đó. Những cái đục này rất là đẹp. Cái này là bên phải ngôi nhà mình bước vào, là cái mé này biểu tượng cho bàn đực nha, bàn nam á. Hồi nãy là bàn trái, bàn nữ, bây giờ là bàn đực, bàn nam. Hai bàn thì nhìn cái nét rất là bàn tròn thì song song với nhau, nhưng mà đặc biệt cái bàn của nam này á, là 1m25, sẽ lớn hơn 5 phân cái bàn của nữ nha. Cái bàn cù lá thì giống nhau, cù lá một cốt xoay nha, cái bàn này xoay được nha. Có một cái trụ cột ở giữa rất là chắc chắn, cũng dày 5 phân luôn, mà lớn hơn bàn nữ á, là 5 phân, 1m25 là 1m2. Bàn cốt xoay hai bàn giống nhau, nhưng mà nữ thì là nhỏ hơn. Ngôi nhà này thì theo kiểu thời Nguyễn nha. Theo như chủ nhân cái đời thứ ba, ông Trần Văn Ngộ kể rằng á, ngôi nhà này á, do ông nội ông là ông Trần Văn Hoa, lúc ấy còn gọi là Hương Sư,
làng Long Hậu, Tổng Lộc, Thành Hạ, tỉnh Chợ Lớn. Xây dựng thì năm 1901 cho đến 1903. Hôm nay là được 120 năm đúng. Tiếp theo là cái bàn này, bàn đực nè, bàn dài đực nè. Đó, hồi nãy là cái gian bên từ ngoài bước vào bé bên trái á, là của nữ. Bàn cái bước vào bên phải đây là bàn đực đây, bàn nam. Bàn đó, các quý cô chú anh chị em thấy cái bàn sâu chuỗi nó nằm phía trên không? Đó, cái bàn cù lá dài sâu chuỗi nằm trên gọi là bàn đực. Đó, theo phong cách thời xưa, phân biệt rõ ràng thời phong kiến. Bên nam, bên nữ. Đó, đây là bàn đực. Ta gọi là nam tả nữ hữu á. Đó, bàn đực bàn cái đó. Chạm khắc thì hai bàn cũng giống nhau. Đây là cái bàn đực sâu chuỗi nằm trên. Ý nghĩa cho cái bàn đực á là dương, ý nghĩa cho trời. Hồi nãy bên nữ lại ý nghĩa cho đất. Nhà này đã trải qua hai thời kháng chiến mà vẫn còn giữ nguyên vẹn từ xưa tới giờ. Nhà này thì nó có hai cổng, cổng phụ thì đông, cổng chính là tây bắc. Đây là cái bạn thấy không, cái sâu chuỗi nằm trên nha, nên người ta gọi là bàn đực bàn cái là chỗ đó. Bàn đực thì sâu chuỗi nằm trên, bàn cái là sâu chuỗi nằm dưới. Nó có chảy dài xung quanh bốn phía của cái bàn dài này đó. Đó gọi là nam tả nữ hữu, bàn đực bàn cái. Cái bàn này mặt bàn khoảng 3 phân thôi. Bàn này mỏng hơn cái bàn bên nữ nha. Mặt bàn nguyên tấm. Mỗi gian của ba gian này là có ba cái nghi thờ rất là đẹp. Phía trên là có cẩn đầy đủ, đục bằng tay. Kỹ thuật xưa, người xưa đục rất là đẹp nha quý cô chú anh chị em. Đó. Mong quý cô chú anh chị em trong ngoài nước chia sẻ cho người trên toàn thế giới biết đến ngôi nhà của những ngôi nhà của người Việt Nam mình vẫn còn nguyên vẹn và đẹp, để cho những người trên thế giới biết được kỹ thuật đục tay của người của ông bà ta xưa đã để lại. Chúng ta phải gìn giữ. Cái này là cái phía trên của cái này, bên cái trái nhỏ là ba gian. Cái này cái trái nhỏ bên mé bàn đực nha. Có những cái cột á, theo như cháu con của cô chủ nhà báo lại á, là có một số cột bằng cẩm lai luôn quý cô chú anh chị em. Nhà này rất là quý.
Đây là bộ ghế nghi nha. Đục móng, 4 cái móng. Ghế nghi đục 3 mặt. Các cô chú anh chị em trong ngoài nước, khi nào có dịp đến Cần Đước Long An thì ghé ngôi nhà trăm cột này tham quan, khám phá. Có cô chủ nhà hiện giờ với con cô á, rất là vui vẻ, đậm chất người miền Tây, đón tiếp nồng hậu. Còn đây là gian thờ, đang gian chính nè, ở giữa nhà nè, khi tôi bước vô thẳng nhà luôn đó. Những cái cột này là bằng gõ với cam với cẩm lai, rất là quý giá nha. 68 cột tròn và 72 cột vuông đó. Còn đây là cái chỗ bàn quan lớn nha, ngồi giữa, đây là bộ trường chỉ đó. Lê Quốc sẽ quay cho quý cô chú anh chị em xem bộ trường chỉ để tiếp những quan lớn đi cổng chính, bước vào là ngồi cái ghế này, bộ trường chỉ này đó. Theo giai cấp phong kiến ngày xưa là bàn giữa trường chỉ này là dành cho quan lớn. Từ gian thờ ngó ra mé bên phải là nữ, nam tả nữ hữu, bên phải là nữ, bên trái là nam. Theo giai cấp phong kiến ngày xưa, nữ ngồi một bên, nam ngồi một bên là cho thường dân thứ dân, còn ở giữa là những ông quan lớn và người chức trách lớn tuổi được ngồi ở giữa này nha. Bộ trường chỉ này gồm hai cái ghế dài và một cái bàn giữa cao hơn cái ghế, gọi là bộ trường chỉ. Đó, được chạm trổ rất là điêu luyện nha. Đặt bộ trường chỉ và cái gạch tàu lục giác này vô á, nhìn rất là cổ xưa ha. Quý cô chú anh chị ráng giúp cho Lê Quốc Đồi Xưa một cái đăng ký để Lê Quốc Đồi Xưa có động lực đi quay khắp nơi những ngôi nhà cổ mà ông bà ta đã để lại, rất là cổ kính và xưa. Mong cô chú anh chị đăng ký cho Lê Quốc Đồi Xưa, xin thầm thật cảm ơn rất là nhiều. Đây là bộ ghi thờ chính của ngôi nhà trăm cột, ghi thờ rất là đục, rất là sắc sảo. Đây là ngôi thờ chính của nhà trăm cột.
quý cô chú anh chị em khi nào đến huyện Cần Đước Long An thì đừng có quên ghé thăm cái ngôi nhà trăm cột này, nằm ở xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, do chủ nhân đời thứ ba là ông Trần Văn Ngộ. Hiện giờ ông Ngộ cũng đã mất rồi, còn lại vợ và con, những người con trai con gái quản lý ngôi nhà này. Ngôi nhà này gồm 3 gian 2 trái, nhà gồm 2 phần. Phần trước là nội tự ngoại khách, phần sau là phần để là dùng để sinh hoạt, rồi để những cái nhà kho lúa hồi xưa quý cô chú, phía sau những cái chỗ này là kho lúa. Nhưng mà kho lúa hiện giờ là dỡ ra rồi, dỡ 1952 để làm nơi phơi lúa rồi. Nay chỉ còn cái nền nhà thôi. Quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước chiêm ngưỡng lại tài nghệ của những nghệ nhân miền Trung đục tay chạm chỗ theo phong cách triều Nguyễn, trong cách phong cách Huế xưa đó, rất là đẹp nha. Đây là tổng thể của ngôi nhà ba gian hai trái phía trước. Rồi có những cái cột rất là giá trị nha. Cẩm lai và gõ. Nhà này thì được Bộ Văn hóa được công nhận vào năm 1997 nha. Nhà thì trùng tu 4 lần rồi, gạch tàu lục giác xưa vẫn còn nguyên vẹn nha. Lê Quốc đồ xưa quay sơ lược tổng thể ngôi nhà này phía trước, gồm hai bàn tròn, hai bàn dài và những cái nghi thờ rất là đẹp. Bộ trường kỷ là để cho ở giữa chính, để cho những quan lớn. Bàn đực bàn trái, nam tả nữ hữu ha. Còn đây là bên hông nhà bên phải. Còn những cái gạch xưa và những cửa sổ từ xưa tới giờ luôn. Những nhà cổ ngày xưa người ta làm bằng gạch này rất là chắc chắn, đã trải qua 120 năm rồi mà rất là hoài cổ nha. Phía ngoài làm bằng gạch gạch đinh là lớn á.
phía trong là gạch lục giác, diện xung quanh tất ngôi nhà luôn, có tổng diện tích là 882 m², được viền gạch xung quanh nhà hết, gồm có 72 cái cục vuông xung quanh. Ngói thì ốp ngược nha, rất là đẹp. Kỹ thuật ngói xưa là ốp ngược đó. Đây là phía sau của bên phải nha. Vẫn còn nguyên vẹn luôn. Đây là nơi phơi lúa nè. Người ta còn gọi là cái lẫm nè. Nơi đây hồi xưa là cái nhà để lúa, nhưng mà sau năm 1952 á là đã tháo dỡ ra luôn nha. Bây giờ chỉ còn cái nền móng thôi. Ba gian hai trái hai bên thì vẫn còn. Cái lẫm lúa phải, bây giờ là còn cái sân thôi. Hồi xưa là để nhà kho. Xung quanh ngôi nhà có khu vườn tổng diện tích là hơn 4.000 m², đó, rất là mát, nhìn rất là hoài cổ quý cô chú anh chị em. Nơi đây cũng đã được nhiều hãng phim đến đây đóng nhiều những bộ phim thời xưa. Những cái bông gió rất là cổ kính nha. Bông gió xưa rất là quý hiếm hiện giờ. Nhà bên trái đó. Từ ngoài bước vô này là gian bên trái nha, xung quanh của gian bên trái là còn nguyên vẹn. Ngôi vườn này xung quanh là sông nước không à, rất là mát. Có gì nói không đúng xin quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước thông cảm. Những ngôi nhà trăm cột này á thì Lê Quốc đời xưa cũng tìm hiểu theo qua báo chí và theo nguồn tin của chủ nhân đời thứ ba hiện giờ báo lại, nên có sao thì Lê Quốc đời xưa nói như vậy. Cái này là gian này gọi là gian bếp nè, gian bên hông nhà gồm có 6 bậc thang nha. Đây là cửa phụ nè, cửa là cửa hướng đông, cửa bên hông nhà đó, mình bước vô đó. Đây là cái bàn thời Pháp nha, bàn chữ C mặt đá Pháp, dùng để gia chủ hiện giờ để dành làm bàn ăn. Còn đây là tủ rượu được chạm khắc gỗ
xưa rất đẹp, tay nắm đồng. Bàn kỹ thuật xưa làm rất đẹp. Bàn rượu này thì theo phong cách của thời Pháp, song tiện. Bàn rượu rất đẹp nha. Giờ gia chủ để đồ. Phía sau của rượu này là có cái nhà bếp nữa. Kỹ thuật đục gỗ hồi xưa rất đẹp, cũng bị xúc hết một số rồi. Còn đây là những cái tủ. Tủ ly. Đó, những cái tủ ly cũng thời Pháp luôn, xong tiện nhiều hơn. Còn đây là cái giường. Cái giường cho thời xưa, ông bà xưa xây dựng ngôi nhà này, cũng theo phong cách song tiện nhiều. Kế bên cái giường này là có một cái két sắt nha, sắt cổ xưa, giờ không còn sử dụng nữa, nhưng mà cũng là kỷ vật cái thời xưa, gia chủ đã để dành đựng những đồ quý giá nha. Đây là bây giờ chúng ta chiêm ngưỡng là một lần nữa ngôi nhà phía trước. Đó, những cái cột rất đẹp. Được Bộ Văn hóa công nhận là năm 97 là nhà cổ của quốc gia Việt Nam. Những cái cột xưa hả, cột tròn phía trước giống cẩm lai á, rất là đẹp. Phía dưới là có những đa tán.
đá táng thì cao lên gần 1 mét. Lê Quốc đời xưa cảm ơn cô chú anh chị em trong và ngoài nước đã cùng với Lê Quốc đời xưa đi chiêm ngưỡng và tham quan ngôi nhà này, xin thành thật cảm ơn rất là nhiều.